Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Kể từ khi tuyên bố ly hôn với Phùng Tiểu Phòng, Triệu Lệ Dĩnh luôn là tâm điểm chú ý của công chúng truyền thông nhất cử nhất động của nữ diễn viên đều rất dễ trở thành chủ đề suy đoán về mối quan hệ với tài tử họ phùng khi tham gia show truyền hình xin nhờ tủ lạnh trong phần chia sẻ về bài viết mới nhất trên các nhóm chat bạn bè trong khi rất nhiều nghệ sĩ thoải mái tiết lộ cuộc sống đời từ thì triệu lệ dĩnh khiến nhiều người bất ngờ khi có thái độ lạ cô tự động xung phong đi rửa bát sau đó chia sẻ rằng mình không có bài viết mới nào vậy nhưng trang pgs đã tiết lộ về bài viết cuối cùng trên trang cá nhân của triệu lệ dĩnh Hóa ra bài viết này liên quan mật thiết tới Phùng Thiệu Phong. Bởi đây chính là bài đăng nữ diễn viên họ Triệu mừng sinh nhật kiêm công khai tình cảm với tài tử họ Phùng. Ngày đó, Triệu Lợi Dĩnh vui vẻ chia sẻ rằng Cảm ơn lời chúc của tất cả mọi người, cảm ơn người ấy của em, nguyện ước sinh nhật có thể thay đổi rồi. Cũng trong chương trình xin nhờ tủ lạnh, Triệu Lợi Dĩnh có thái độ gây chú ý. Khi tất cả mọi người đang tham gia trò chuyện, nữ diễn viên bỗng dưng nói Em cảm thấy mình thật dư thừa cô cũng úp mở rằng nếu như gặp áp lực quá lớn bản thân mình sẽ quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe tinh thần dù rằng không đến nỗi mất ngủ vậy nhưng trong lòng luôn cảm thấy khó chịu chính vì điều này mà người hâm mộ cho rằng nàng sam sam vẫn chưa vượt qua được cú sốc ly hôn kể từ sau khi ly hôn trở lại cuộc sống độc thần triệu lệ dĩnh ngày càng xinh đẹp hơn dáng vóc thanh mảnh đôi chân dài và làn da không tỉ vết giúp nữ diễn viên luôn rực rỡ và gợi cảm người đẹp cũng thay đổi phong cách thời trang, trở nên cởi mở và hiện đại hơn. Cụ thể, fan hâm mộ xứ Trung được hôm no thính với bộ ảnh xinh lung linh nhưng không kém phần quyến rũ. Khi Triệu Lệ Dĩnh tham gia chương trình Xin Nhờ Tủ Lạnh tập thứ hai phát sóng vào tối ngày 28 tháng 6. Kể từ sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên nhận lời tham gia một chương trình truyền hình. Bởi vậy, mọi nhất cử nhất động của cô đều được khán giả đặc biệt quan tâm. Theo đó, một loạt ảnh của nàng Sở Kiều trong tập 2 của chương trình xin nhờ tủ lạnh khiến fan xỉu áp xỉu đầu Khi cô nàng diện chiếc áo lệch vai khoe khéo nước dai trắng ngần cùng xương quay xanh quyến rũ, nhan sắc đỉnh cao cùng với thần thái ngút ngàn của bà mẹ một con khiến dân tình không khỏi suýt xoa. Cô nàng độc thân đắt giá nhất nhì si bít, có màn thay đổi ngoại hình cực kỳ ngoạn mục sau khi ly hồn. Trước khi xuất hiện tại sự kiện, như thường lệ phía văn phòng làm việc đã công bố loạt ảnh tạo hình của triệu lệ dĩnh. Tạo hình với chiếc áo trệ vai quyến rũ, mái tóc xóa tự nhiên và gương mặt trang điểm ấn tượng khiến triệu đại dĩnh càng thêm lộng lẫy và quyến rũ hơn. Những hình ảnh do phòng làm việc chia sẻ nhận được vô số lời ngợi khen của netizen bởi nhan sắc ngọt ngào, tiến bộ trong cách chọn trang phục và thả dáng chụp hình. Có bình luận cho rằng sau khi sinh con, nàng xăm xăm càng trở nên mặn mà sang chảnh hơn. Còn nhớ đầu tháng 6 vừa qua, trong một số ba bất ngờ khui lại bài phỏng vấn tại buổi live stream đầu tiên, nữ diễn viên xuất hiện hậu tuyên bố ly hôn. Đặc biệt khi được MC hỏi khéo về vấn đề ly hôn, làm thế nào để đối mặt với những thay đổi to lớn trong cuộc sống, Triệu Lệ Dĩnh đã có câu trả lời ấn tượng chỉ với 8 chữ, mệnh là do tôi, không phải do trời. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh đang trong giai đoạn quay phim song song với việc chăm sóc đứa con trai mới 2 tuổi. Mặc dù công việc có bận rộn bao nhiêu thì Triệu Đại Dĩnh vẫn sẽ ở lại Thượng Hải một thời gian. Và vì lý do chăm sóc, lo lắng cho chuyện học hành của con mà nữ diễn viên đã từ chối rất nhiều dự án. Chúng mình là biết, Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại